Một số người khi đi xe đạp thể thao xuất hiện tình trạng đau mông, đau lưng. Vậy việc này có gây ra hệ quả nghiêm trọng không? Hãy cùng Xe Đạp Xanh tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Nguyên nhân khiến đạp xe bị đau lưng và đau mông. 1. Nhóm cơ chính quá yếu trên cơ thể con người. Các nhóm cơ chính bao gồm cơ lưng và lưng dưới, cơ liên sườn, cơ mũi bụng. Những tác động vào các nhóm cơ này là nguyên nhân gây đau lớn nhất cho người đi xe đạp, đặc biệt là đau lưng. Lưng là điểm chống đỡ và là điểm nối giữa vai và mông. Vì lý do này mà khi bị tác động mạnh, lưng sẽ dễ bị đau, đặc biệt là khi bạn đạp xe trong thời gian dài. 2. Tư thế đạp không đúng khiến đạp xe bị đau lưng. Đạp xe không đúng tư thế cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn bị đau lưng và đau mông. Tư thế đạp xe chịu ảnh hưởng lớn bởi chiều cao yên. Kích cỡ khung xe nếu chọn kích thước yên và góc ngồi là lý do chủ yếu khiến bạn đạp xe không đúng. Từ đó cơ thể sẽ chịu nhiều áp lực, đặc biệt là ở phần lưng. Ngoài ra còn có những lý do khác khiến cho bạn đạp xe bị đau lưng bao gồm chiều dài ghi đông, độ nghiêng yên xe. Những nguyên nhân này không được khắc phục trong thời gian dài khiến tình trạng đau lưng diễn biến nghiêm trọng hơn. 3. Hông không dẻo dai và kém linh hoạt. Một số người đạp xe có phần cơ mông không dẻo dai và rất cứng. Nếu nhóm cơ này thường xuyên bị căng cơ thì sẽ khiến xương chậu tăng chuyển động. Từ đó cơ lưng sẽ dần bị chai cứng và gây đau. Sự kém linh hoạt của cơ mông cũng có thể gây ra các vấn đề khác, chẳng hạn như hội chứng bó đờm và đau đầu gối. 2. Làm thế nào để tránh ngăn ngừa đạp xe bị đau lưng? 1. Tăng cường sức mạnh phần mông và chân của bạn. Việc đi xe đạp cũng có thể giúp chân bạn khỏe hơn và dẻo dai hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu như đôi chân của bạn không được tập luyện để mạnh mẽ trước khi chạy xe đạp thì nguy cơ đạp xe bị đau lưng sẽ cao hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy những người đạp xe quá sức thường bị đau gân và cơ bắp. Điều này tác động tiêu cực tới tư thế cột sống, đồng thời nguy cơ đau lưng là rất cao. Bên cạnh việc tăng sức mạnh của cơ chân, bạn cũng nên tăng cường cơ tứ đầu ở phần mông. Ở trên, việc tăng cường sức mạnh cho gân chân sẽ giúp giảm tác động của việc đạp xe với phần lưng dưới. Tương tự như vậy, tăng cường cơ mông giúp hạn chế đạp xe bị đau mông. Luyện nằm trên sàn, lưng duỗi thẳng, đầu gối cong, từ từ nâng lưng lên sao cho phần đùi và lưng song song với nhau. Sau đó bạn hãy giữ tư thế này trong 20 giây, nghỉ ngơi và lặp lại động tác này khoảng 3-4 lần. 2. Tránh đổi tư thế ngực và vai quá nhiều khi đang đạp xe. Tư thế đạp xe giữ vai trò quan trọng nếu bạn không muốn bị đau lưng hay đau mông. Bạn hãy cố thẳng lưng và cố định trong suốt quá trình đạp xe. Tốt nhất bạn hãy phân bố lực đồng đều cho cả hai tay trong khi vẫn giữ đầu và ngực ở một vị trí. Tuy nhiên bạn cũng nên thả lỏng và thay đổi tư thế theo thời gian để tránh bị căng cơ và kiệt sức. Trong suốt quá trình để tránh đạp xe bị đau lưng, hãy di chuyển đầu của bạn lên và xuống một cách nhẹ nhàng. Hành động này có tác dụng giữ cho cổ không bị cứng đơ, đồng thời hạn chế sự căng cơ xảy ra. Theo thống kê, có đến 45 chấn thương xảy ra ở người chạy xe đạp có nguyên nhân vì đau lưng dưới. 3. Giữ tay của bạn hơi cong trong khi đạp xe đạp. Khi nắm tay lái, bạn hãy giữ hai cánh tay sao cho chúng hơi cong. Tư thế này cho phép các khớp cùng với cơ ở thân trên hấp thụ được những rung động và tác động của địa hình thay vì chúng sẽ tác động lên cột sống. Điều này đặc biệt quan trọng để tránh đạp xe đau mông và lưng nếu bạn là một người đam mê xe đạp địa hình. Bên cạnh đó, hai tay bạn nên nắm tay lái với độ chặt vừa phải để hạn chế tình trạng cứng tay dẫn đến mỏi cơ. Đừng quên mang găng tay chuyên dụng khi đạp xe. Vật dụng này có tác dụng hấp thụ lực xốc lên hai cánh tay của bạn. 4. Giữ chân vuông góc tránh khi đạp xe bị đau lưng. Điều này có hiệu quả nhất cho hông của bạn. Khi đạp xe, bạn hãy cố gắng duy trì chân ở góc vuông. Ở vị trí này, đùi của bạn sẽ song song với yên xe. Vị trí này có hiệu quả trong việc ấn pedal mạnh hơn, đẩy xe đi nhanh hơn. Khi ở vị trí thấp nhất, đầu gối của bạn nên cong một góc 15-20 độ. Nếu chân của bạn không hợp thành những góc này khi đạp xe, bạn nên điều chỉnh chiều cao yên xe của mình. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian sau mỗi buổi tập để thư giãn với máy massage toàn thân giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng hơn. Chúng ta đã cùng tìm hiểu xong nguyên nhân cũng như cách giải quyết tình trạng đạp xe bị đau lưng cũng như đau mông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ mà Xe Đạp Xanh đã tổng hợp trong video trên. Hẹn gặp lại các bạn vào 12 giờ trưa hàng ngày nhé!